Thế còn em là sao? Dạ thì em chắc em không dám xin nhiều. Em sợ đau. Em sợ đau. Sợ đau lắm hả? Nhưng mà vẫn sinh con chứ. Dạ. Đúng không? Dạ. Mấy đứa? Chắc một, chắc một. Rồi nếu mà đã một thì càng quan trọng hơn cái chuyện chăm sóc dạy dỗ đúng không? Dạ. Em là Nguyễn Văn Thọ, em sinh ngày 5 tháng 8 1993. Em ở Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Ngày 5 tháng 8 1993. Dạ. Ở Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Hèn chi làng già rám nắng. Dạ tại vì em đi nắng suốt. À đi tắm biển không? Dạ có chị, nhưng mà ít khi lắm. Tại vì em đi làm suốt à. À dạ, em đang dạ. Làm em đang làm công việc gì? Dạ em là tài xế. Nhưng mà của hàng cửa hàng nội thất. Em là chuyên viên ráp bàn ghế tủ giường. À vậy là chạy xe gì? Xe tải. Dạ đúng rồi. À, đi ráp hàng tỉnh Sài Gòn như là các tỉnh miền Tây. Vậy hả? Vậy dạ. Là có đi qua đêm nữa đúng không? Qua đêm thì để gì một ngày thì em cũng về, giải tỷ xong công trình là một bữa hai bữa là em về. Em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu nhiều nhất. Công việc ổn định không em? Dạ công việc em cũng ổn định. Em chở đồ tới rồi em có lắp ráp luôn cho người ta không? Em vừa ráp vừa kỹ thuật luôn. Ồ, mền giường tủ bàn đồ ghế. Kia bàn ghế đồ dạ, ha. Thiết bị nhà bếp. À thiết bị nhà bếp luôn dạ. Rồi nhà đông anh chị em không? Dạ nhà em 4 chị em, tại em là con đầu. À rồi giờ mình đang ở chung với ai? Dạ em đang ở chung với dì. Ủa rồi ba mẹ đâu, ở chung với gì? Em ở chung với bà ngoại từ nhỏ tới lớn. À. Nên mến tay chân là em ở với gì? À. Bà ông bà mất rồi em ở với gì? À. Dạ. Vậy còn ba mẹ? Ba mẹ vẫn ở đường 2 tháng 4. Em thì ở bên Long Hương. À là ba mẹ vẫn sống với nhau nhưng mà tại từ nhỏ em là bà ngoại bắt nuôi. Đúng rồi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? À, điểm mạnh của em là hòa đồng với mọi người. Cái gì em cũng làm được hết, biết nấu ăn, làm đủ thứ hết. Điểm yếu của em là không nhậu, không hút thuốc. À. Em chỉ có cà phê thôi. À, đi xe lái uống cà phê uống cho tỉnh táo. Dạ nghe. Đúng rồi, dạ. Điểm yếu? Chỉ hay nóng tính vậy thôi. Chạy xe đi đường mà tài xế mà nóng tính là hơi mệt à? Dạ không, nhưng mà ngoài đường thì em giải quyết được. Dạ. Thường thường nghề tài xế đi tới đâu có bộ tới đó có không? Dạ không chị, nếu mà có bộ thì nó có lên đây. Dạ. Dạ. Nó có đi mấy lần đi tỉnh rồi qua đêm một hai đêm rồi không có. Dạ không, tại vì em làm là theo công trình nhà. Thì theo công trình giả tỷ như em đi xuống em đo công trình xong rồi em về em làm thiết kế em làm. Rồi chào em gái, em tên là gì? Dạ em chào chị, em tên là Võ Thị Hồng Ngọc. Rồi mình giới thiệu về mình xíu ha. Dạ em ở Phan Thiết chị. Ở Phan Thiết, tường trại Phan Thiết, mình vô đây ghi hình luôn. Dạ. Wow, mình đang làm công việc gì? Dạ em đang là lễ tân cho một nhà hàng khách sạn. Vậy là mình làm giờ hành chính, làm thứ bảy chủ nhật mình nghỉ hay sao? Dạ em làm ca chị, ca sáng từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Còn ca chiều là từ 5 giờ chiều cho tới 12 giờ đêm. Wow, làm tới 12 giờ đêm luôn. À, mình làm trong khách sạn ha. Dạ. Phan Thiết ha em. Dạ. Cái nơi cũng trung tâm du lịch nên là cái giờ về làm cái ngành đó cũng ổn định đúng không em? Dạ. Em mình đang sống với ai Ngọc? Em đang ở một mình ạ. À. Quê gốc của mình là Phan Thiết luôn hay ở đâu? Dạ. Rồi ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ em mất hết rồi. À ba mẹ mình mất lâu chưa em? Dạ cũng mới mất. Nhà có mình đông anh chị em không? Dạ có hai chị em thôi chị, em trai. À. Nó ở sống ở Mỹ. Ồ là giờ sống một mình nên ở đây thôi. Em trai đi Mỹ lâu chưa? 8 năm rồi chị. Hồi nãy là Ngọc nói là Ngọc sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 92 ạ. Sinh năm nhiêu? 93. 93. Ồ, vậy là Ngọc lớn hơn Thọ 1 tuổi dạ, ha. Dạ. Có ngại gì không? Dạ không chị. À, Ngọc có ngại không? Dạ cũng hơi ngại. Sao á trời, có một tuổi một à, thời buổi này tuổi tác cả chục tuổi còn chưa thấy gì nữa, một tuổi đâu có nhầm nhò gì. Bây giờ chị nghĩ cái hoàn cảnh của Ngọc là một mình hơi cô đơn ha, nên có một cái người để mà bảo vệ mình. Thí dụ như chồng mình mà ở không có ở cùng Phan Thiết với mình mà ở chỗ khác, thành phố hay như Vũng Tàu hay đâu đó, thì mình có ngại là mình phải xuất giá theo chồng không? Dạ hay cũng à? Được chị. Ở Phan Thiết là mình có nhà cửa gì ở đó không? Dạ có nhà. À nhưng mà mình đi theo chồng cũng được, mình không ngại đúng không? Dạ. Tại vì chị nghĩ cái ngành nghề của em thì chỗ nào mình làm cũng được đúng không em ha? Dạ dạ. Rồi, à, điểm mạnh điểm yếu của Ngọc là gì? Dạ điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon. Wow, những món gì mà mình thường hay nấu ngon được nhiều người khen nè? Cá kho với lại thịt ram với lại lẩu. Trời ơi, trưa mà đói bụng mà nghe hấp dẫn quá ha. Dạ. Đói chưa, đói chưa? Dạ rồi. Cá kho, thịt ram, lẩu, lẩu gì? Lẩu hải sản ạ. Wow, đúng rồi, ở biển mà, Phan Thiết ha. Lẩu hải sản là tuyệt vời. Rồi, vậy điểm yếu của mình? Dạ nóng tính. Dạ nóng tính. Nóng tính luôn. Dạ. Rồi đây cũng nóng tính rồi, đây cũng nóng tính rồi, rủi hai người quen nhau rồi ai nhường ai? Ai nhường ai?
Nóng tính là nóng tính sao? Ví dụ cho chị nghe thử coi nè. Em không có phải nóng tính như mọi người là đụng đầu phang đó, đụng đầu đập đó. Ai mà nói em bực á thì em thường nói lại chứ em không có nể nang ai hết. Nãy giờ hỏi bên đây rồi, bây giờ hỏi Thọ nè. Em thì đi đây đi đó hùm lum, bây giờ muốn em về ở Phan Thiết thì em thấy sao? Thí dụ vậy. Dạ, tí như thì gọi là ổn định thì em về đó em ở cũng được. Em đi đâu cũng làm được hết mà, ngành nội thất em mà. À. Với lại em cũng có ngành cửa sắt, ngành điện rồi nữa. Ồ. Dạ. Bên đây thì một mình không có phụ thuộc gia đình cha mẹ anh chị em thì cũng đi được. Dạ. Bên đây em cũng là coi như là dạ. một mình luôn đúng không? Một mình. Là coi như đi ở rể cũng được luôn. Dạ đúng rồi. Rồi dạ. Vậy là cũng thêm một bước dễ nữa. Hai người phải có người này theo người kia chứ không lẽ hai chồng lấy nhau người ở nơi sao được? Lúc lấy thì thôi khỏi bàn. Lấy thì phải ở chung rồi, nhưng mà lúc yêu em có ngại yêu sao không? Dạ không chị. Đi mấy tiếng mới tới vậy? Biết Phan Thiết không? Dạ biết, mấy bữa em cũng hay ra qua đó chơi tại vì có bà con rồi đó. Ờ, à, là đi mấy tiếng tới? Em đi là 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng là tới rồi. 3 tiếng đồng hồ. Dạ. Thí dụ mà em muốn mình có bạn trai thì bao lâu mình gặp nhau một lần? Dạ nửa tháng, tháng cũng được. Cái gì dữ vậy? Phụ nữ mạnh mẽ quá. Phụ nữ phải yếu đuối, phải cần người đàn ông chăm sóc chứ. Thì theo em thì giờ thí dụ bạn gái em ở Phan Thiết, bao lâu em thăm bạn gái em được lần? Thế như thế thì em sắp xếp một tuần em ra một lần. Ồ, chị thấy ít nhất là một tuần phải gặp nhau một lần. Một tuần lần là ít nhất. Dạ. Được, nha. Phải chỉ với là tạo điều kiện vậy thì mới tìm hiểu nhau lẹ, mới tiến tới xa được chứ. Lại nhà em cũng có đạo. À. Dạ, nên em hỏi bạn là giờ nếu... Đâu em cứ hỏi lớn. Bạn ở nhà mình có đạo á, bạn có chịu hay không à? Dạ được ạ. À, tại vì nhà mình là đạo gốc. À, em là đạo gì? Dạ em cũng đạo. Ô vậy hả? Rồi. Hai điểm cộng. Trời, cặp đôi này ngon nha. À, tình trường là Ngọc có mấy mối tình rồi Ngọc? Dạ em có hai mối tình chị. Hai mối tình đâu, kể cho Tường nghe coi nè. Dạ mối tình đầu tiên là anh đó đạo cao đài. Ừ. Dạ. Rồi quen được bao lâu chia tay? Dạ được năm mấy á chị. Rồi. Cái người thứ hai? Dạ người thứ hai thì hồi em vừa học làm công nhân ở Biên Hòa. Ừ. Có quen một anh đó cũng ở Đồng Nai luôn, tại vì nói chung là tự nhiên người ta xa lánh em dần đó chị. Là quen mối tình nó được bao lâu? Chưa được năm. Rồi mối tình thứ ba? Dạ hai mối tình đó thôi đó. Dạ. Là tới giờ luôn. À rồi bây giờ 4-5 năm nay thì mình không có để ý ai, hay là không ai để ý mình hay là như thế nào? Dạ có. Thời điểm đó là cha em làm giấy bảo lãnh em đi Mỹ á, nên là em không có quen ai hết. À, ô vậy là ba ở sống ở Mỹ? Dạ, mẹ ruột em á là mất 22 năm rồi. À, rồi là ba với em trai là sống ở Mỹ thì bảo lãnh em. Dạ. Rồi sao rồi mình không đi? Vừa rồi ở Việt Nam mình dịch nhiều quá, lãnh sự quán họ đóng cửa hết nửa năm á chị. À. Hồ sơ của em bị tồn đọng lại. Ừ. Rồi đùng lúc đó thì cha em bệnh. Ừ. Cha em phát bệnh được một năm, cha em mất. Bây giờ đến mối tình thứ ba thì em có mong muốn như thế nào về cái người bạn trai của mình hay người chồng tương lai của mình? Cao hơn em. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 63. Em muốn chồng cỡ cao cỡ mét mấy? Cỡ mét 7. Cỡ mét 7 à? Bên đây cao mét mấy? Em mét 7. Nặng nhiêu ký? Em là 65. Tôi thấy bạn này cái gì cũng được, chỉ có cái bạn hơi đen thôi. Chắc là tại công việc đi quá. Không mấy mai mốt về đừng cho làm nghề tài xế nữa, làm gì ở trong nhà thì nó trắng lợi chứ giờ là hơi đen da vùng biển mà. Rồi còn bên đây tình trường sao, kể với Tường nghe. Dạ em có hai mối tình. Trời. Em có một mối tình nhưng mà cũng ở trên Bà Rịa luôn. À nhưng mà em về với bạn đó thì bạn người nhà thấy em hỏi là ủa con đi xe gì, con nói em đi chiếc quay. Ừ. Thì người nhà mới nói là thôi con đi vậy thôi, là con không lấy được con bé đâu. Đi về là em làm được vài năm thì em mới mua được chiếc xe. Ừ. Xe AB. Xong người nhà thấy vậy mới kêu... Là dẫn người nhà đó? Dạ. Là dẫn con mối tình nó dài bao lâu? Dạ, trong vòng 1 năm. Trong vòng 1 năm, là về mấy tháng sau mua được chiếc xe khác? Dạ. Rồi nhưng mà nữa? Em không có quen người đó nữa. À. Thì cô đó đi lấy chồng. À. Sau này em mới quen được cái cô này ở dưới Long Điền. Thì em quen là cô này cũng là công nhân. Cũng được 2 năm. Ừ. Chuẩn bị cưới thì là em mới biết cô này đi lấy người khác. Trời ơi, cái gì mà oan nghiệt vậy? Dạ. Không nói em tiếng nào hết? Dạ không. Nên em thấy vậy em mới đi về luôn. Là trong vòng 2 năm đó là em không quen ai nữa. Trời ơi, số xui dữ trời. Rồi, bây giờ em muốn tìm một người vợ như thế nào nè? Dạ, nếu em tìm được người vợ thì cái hiền, xinh đẹp, không mập lắm.
Đi ra ngoài thì em vẫn cho bạn là cứ sửa soạn bình thường. Dạ, vợ đẹp là ấy mà, đâu có sao hết. À, vợ đẹp thì mình hãnh diện thôi, không sao phải không? Dạ, nấu ăn nấu đồ thì em nấu được hết. À, nhiều khi mấy bạn kêu em nhậu, nhậu nhẹt là em không nhậu. À, nhưng mà bắt em đi xuống bếp không? Là các món em đều nấu hết. Cái tí nhà có đám tiệc con vậy em tự em nấu. Ghê vậy, nấu tiệc nấu đám được luôn. À, như là cá mú hay là những hải sản. Không ấy, hai chồng này nhiều khi lấy nhau về mở quán ăn được rồi nha. Lúc đó ở nhà mở quán ăn nó khỏi đi xe đi cộn chi cho nó cực. Rồi làm thêm mấy cái nghề kia là được rồi. Rồi, thôi bây giờ thì để cho kích thích cái sự tò mò của các bạn, cũng như để thử xem cái cảm xúc của các bạn ngày hôm nay, cho nó vui khi mình đoán thử coi mình đang ngồi trò chuyện với ai nha. Rồi chị Tường sẽ gửi cho bạn xem cái hình trong cái app của Speak Couple để mình cảm nhận xem đối diện với mình là ai. Đây là hai cái điện thoại, trong này đã cài cái app Speak Couple rồi. Bây giờ là Hồng Ngọc 30 tuổi, tìm đi cổ là ai. Văn Thọ 29 tuổi, trong đó mỗi người có 4 tấm hình để lựa chọn. Trong 4 người đó có người là thật thôi, kéo qua. Đó. Chắc em nghĩ là anh này hả? Anh nào? Anh này. Anh này, sao lý do sao chọn anh này? Thì em nghe cao 1m7 với lại dễ ốm, 60 mấy ký. Rồi giữ nguyên điện thoại đó, lát coi đúng không nha, bên đây. Nãy giờ kéo qua coi hết 4 hình chưa? Dạ rồi, em thấy bên này. Kéo qua coi. Lý do sao là chọn cô đó? Tại vì em thấy cô này là có duyên. Có duyên, à hay quá. Này chơi cho vui nhưng mà nhiều khi là cũng góp phần vô trong cái việc là cái cảm xúc của mình nha cả nhà. Mình mời các bạn, hai bạn hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim nha, để coi cái sự dự đoán của mình ngày hôm nay đúng hay sai nè. Bình thường tôi hay nói là phụ nữ luôn luôn là có cái gọi là cái thần giao cách cảm, cái sự đoán nó hay hơn đàn ông. Để xem ngày hôm nay thì như thế nào. Xin mời các bạn. Đúng vậy. Hả? Đúng. Bữa nay chàng trai đúng nha. Em sai. Em sai nha. Sai chắc bị phạt quá. Sao? Cảm nhận đầu tiên nhìn thấy cô ấy như thế nào? Dạ em thấy xinh là hiền. Đúng như ý mong muốn rồi ha. Dạ, chọn đúng bốc luôn ha. Dạ. Đã ha. Chọn dạ. Cái nhìn sướng ghê luôn. Rồi giờ chọn sai rồi, giờ nhìn thấy anh này thấy sao? Dạ cũng được ạ. Đen không? Dạ. Quá đen ha. Hơi thôi chứ không có đen lắm. Hơi thôi hả? Chị Tường phải nói lố vậy đó để em không có bất ngờ. Rồi cái này sao? Quên. Cái này em tặng cho em. Dạ cảm ơn. Không, này 1m7 đúng rồi. Dạ. Này chỉ cần tập thể dục cho nó săn chắc lại chút là được. Em đâu cần tập thể dục đâu. Em cứ đi lên lầu xuống lầu riết à. Ồ, chiên độ ha. Dạ. Rồi, thế thì bây giờ chị Tường sẽ dành riêng cho hai bạn một chút thời gian để hai bạn trò chuyện với nhau, cùng ăn một bữa cơm trưa của chương trình chuẩn bị sẵn nha. Có cái gì mình thắc mắc, mình không hiểu thì mình cứ thoải mái trò chuyện. Ít phút nữa là chị Tường sẽ quay lại, được không? Dạ. Rồi, xin mời. Thì công việc em làm ở đâu? Em làm ở thành phố. Thành phố Phan Thiết luôn? Dạ. Em làm trong khách sạn à? Dạ. À, khách sạn thì anh biết là em lại tân đúng không? Đúng rồi. Nếu có duyên cái số thì hai anh và em gặp nhau để trao đổi câu đã có duyên cái số thì anh và em đã gặp đến nhau thì là em có đạo luôn đúng không? Đúng. Nhà là em chỉ ở một mình. Đúng. Anh thì đang ở với gì? Tại sao anh không ở với cha mẹ mình mà lại ở với gì? Tại vì xưa là ba mẹ anh đẻ nhiều quá. Đẻ nhiều quá? Ừ. Nên là ba mẹ anh mới đi ở với dì. Với bà ngoại là xưa từ nhỏ tới lớn. Nên là giờ là bánh tay bánh chân là cứ ở với dì. Nhà anh thì vẫn là ở cái bên. Dạ, cũng gần đó. Ừ. Thế em có ngại về làm dâu không hay là... Không, làm dâu thì cũng không ngại. Cũng gần chứ không xa. Như anh thì tí như vợ muốn ở đâu thì anh ở đó vẫn được. Thì công việc anh là mọi có mọi việc hết. Cái việc anh cũng làm được hết. Dạ.
Anh ăn đi. Là anh ở với Vũng Tàu mới lên luôn á hả? Anh thấy Vũng Tàu lên luôn. Lên lúc mấy giờ? Anh đi lúc 5 giờ rưỡi. Dạ. Yeah. Anh đi xem Đa lên. Dạ hả? Em đi bằng gì đó? Em đi xe khách. À, đi xe Quốc Phú, không phải Quốc Phú. Không, đi xe Trung Nga. À, đi Trung Nga. Mấy bữa anh đi thì anh đi Quốc Phú. Không, sao nhà xe đó lạ quá. Tại vì không nhà biết. Xe đó là nó ở Vũng Tàu. Vũng Tàu đi Phan Thiết. À, đi Phan Thiết nó sẽ tới bến thôi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mấy bữa anh đi là anh đi bằng xe Honda. Đi chơi, đi phượt rồi đi bằng xe Honda. Em có hay đi phượt đâu không? Thích lắm. Hồi tại vì đi em là say xe nên là đi toàn là thích đi phượt xe máy thôi. Nhưng mà từ lúc cũng có bằng lái ô tô rồi nên là cũng làm biếng đi xe máy. Em có ngại là lấy ý quen anh tài xế vậy, em có ngại không? Không. Không ngại. Tại vì anh không phải là chạy đường dài. Anh chỉ chạy là đường hàng nội thất thôi. Cũng tùy người mà, đâu có ai giống ai đâu. Có duyên cái số nên anh với anh mới lên mới gặp với nhau. Một tháng anh làm lương được bao nhiêu? Tháng hả? Một tháng anh làm, giờ đi một tháng anh làm là bèo nhất là 15 triệu. Tại mình đang thuê sản phẩm. Giờ tí anh lắp đồ nhiều thì anh ăn được nhiều. Có đồng lương theo ăn theo hoa hồng. Anh vừa đi lấy hàng, vừa lấy hàng về xong anh làm, anh đóng. Tí như sau này có vợ có con thì mình mở xưởng. Mở xưởng mình làm. Sao này em tính làm? Em làm lễ tân luôn đúng không? Làm lễ tân hay là em làm nghề khác gì nữa không? Chưa biết. Hiện tại đang làm lễ tân. Lễ tân tháng cũng ổn lắm mà. Dạ. Nếu con có nó giờ giấc nó hơi khác. Đúng rồi. Hay phải đi ca. Chứ không ai mà, chứ cũng không ai nhận ca tối cho mình hết. Đúng rồi, ca cũng phải say ca. Nên chừng nào anh về lại Vũng Tàu? Nếu kêu mà anh xong hết là anh cũng chiều mới về. Em bây giờ là xe nó đang điện rồi đó. Là em đi về Phan Thiết luôn? Đúng. Tại chiều nay vô ca. À. Tuần này là em làm sáng. Nhưng mà hôm nay đổi cho con bé làm tối, nó làm sáng giùm. Em đi vô đây. Rồi bây giờ phải lên xe về lại để chiều làm. Anh thì đi, bữa nay thì em đi lên anh coi dán. Coi dán là để mình đi về mình đóng. Dạ. Dán thì anh cũng lấy bên Hóc Môn. Tùy theo à. Dán là dán gì? Thì dán ép. Dán cốt pha hả? Không, dán ép để mình về mình đóng tủ. Đóng kệ trang trí. Anh là vừa kỹ thuật là vừa tài xế luôn, vừa ráp là chiên hết luôn. Em không biết nấu ăn mà biết những món gì? Thì những món đơn giản ăn bình thường thôi, chứ em không cũng không có cầu kỳ. Anh thì cái gì cũng nấu được mà không có cầu kỳ người ta. Dạ, em cũng vậy, cũng nấu bình thường thôi chứ không có mấy món cầu kỳ. Ví dụ như làm con gà hay làm con vịt chắc em kêu em làm là em không biết đừng làm rồi đó. Không biết làm. Anh như cái gì anh cũng nấu được hết. Gà hay cái gì, những hải sản cái gì anh nấu được hết. Ở nhà cả đám tiệc là cứ kêu anh nấu. Nãy giờ có ăn được miếng nào không? Dạ có. Rồi uống miếng nước đi cho nó trôi giọng nè. Rồi tâm sự tiếp nè. Uống nước ăn uống thoải mái đi cưng. Dạ. Không ngại gì hết.
Nãy giờ mình trò chuyện được nhiều chưa? Dễ nhiều chị. Thấy sao? Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Dạ hợp. Hợp? Dạ. Trời ơi, không tự tin thấy sợ luôn vậy. Có hỏi người ta chưa mà biết hợp? Dạ hỏi rồi. Hỏi rồi? Dạ. Cô nói sao? Thì em hỏi là cô ở đâu rồi vậy đó. Hỏi như đó thôi là biết hợp á hả? Dạ. Tại vì em cũng hay đi qua đó mà. À. Dạ. Hiền lành, em thấy ảnh như thế nào? Cảm nhận ảnh như thế nào? Có điều gì thắc mắc cần muốn chị tra vấn không? Chị nghiên cứu gì cho? Dạ không. Thấy cũng hiền. Hiền, chị cũng thấy hiền. Thì thật sự là chị nghĩ là mọi người cũng phải là có cho nhau cái thời gian để tìm hiểu. Dạ. Tại vì nhìn cơ bản thì chị thấy là hợp. Hồi đầu chị đã nói rồi, nhìn cơ bản là thấy là hợp. Nhưng mà quan trọng là còn phải tìm hiểu nhau nữa. Tại vì đến đây mình đến với chương trình. Mình đến với chương trình thì thật sự là các bạn đều là những người cũng là chín chắn, cũng muốn tìm một cái nơi đàng hoàng nghiêm túc. Thì 30 phút trên cái chương trình thì nó không có đủ cái thời gian. À, nếu mà mình cảm thấy nó phù hợp thì mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu được nhau nhiều hơn nha. Rồi bây giờ mỗi người bóc một lá bài đi nè, bóc một lá bài mình cùng tâm sự thêm coi là để mình hiểu nhau được nhiều hơn về quan điểm của nhau. Em đọc trước đi. Quan điểm của bạn về việc con dạy con cái. Rồi bên này câu gì? Hãy nói điểm bạn thích ở đối phương. Rồi. Và điểm chưa thích. Rồi. Bây giờ mình sẽ nói cái điểm này, cái này trước đi ha. Có điểm nào ở bạn này hồi nãy giờ em nhìn thấy là có điểm nào em thấy là ổn, điểm nào em thấy chưa ổn? Mình thoải mái mình chia sẻ để mình hiểu nhau nhiều hơn. Dạ thì ổn thì em thấy ổn chị. Có điều gì em thấy chưa ổn không? Dạ em cũng chưa nhận ra. Chưa nhận ra. Trước mắt cơ bản sơ bộ là ổn. Dạ. Còn em? Không, em cái vụ này trước em thấy cái nào đối phương có cái gì điểm gì ổn. Tại nên mình cùng bàn luận chung mà. Dạ. Hai cái chủ đề. Em thấy bạn rất là hiền. Không hiền đâu. Chưa nói thôi chứ không. Dạ. Hiền đâu. Nói thật lòng nha, rồi. Dạ. Gì nữa. Rồi. Em thấy bạn hiền nhưng mà bạn rất là giỏi. Dạ. Giỏi chỗ nào? Tại vì bạn nó một mình nhưng mà bạn nó rất là giỏi. Em rất là nể bạn. Rất là nể bạn. Dạ. Rồi, ok thì đó. Vậy là cũng những tín hiệu đang là tốt ha. Dạ. Đang là tốt. Về ngoại hình thì có phải cái hợp cái gu của em không? Hay là nãy giờ em nhìn là những cái điểm nào trên gương mặt cô ấy hay là trên con người cô ấy là em cảm thấy là đúng gu em nhất, em thích nhất? Dạ không, thì đúng gu em mà. Đúng gu em mà. Dạ. Điểm không, nào trên mặt của cô em thích quá. Nhất? À, tại em thấy cổ rất xinh. Dù trang điểm gì nữa em nhìn cổ rất là xinh. Dạ. Dù trang điểm đi nữa em nhìn thấy rất là xinh là sao? Không trang điểm. Dù không trang điểm là em nhìn xuyên thấu qua cái lớp trang điểm này luôn. Dạ đúng rồi. Là dù không trang điểm là vẫn rất là xinh. Dạ. Hợp gu luôn. Dạ. Rồi tướng mignon nữa đúng ý luôn phải không? Dạ. Trời ơi, lần đầu tiên tôi nghe nhìn xuyên lớp trang điểm luôn, ghê thiệt. Dạ. Rồi. Rồi, bây giờ tới cái chủ đề này. Chủ đề qua dạy con cái. Rồi bây giờ là... tỷ như sau này có con thì em đi về nhưng mà em thấy vợ làm thì em vẫn chăm con. Vẫn chăm con, vẫn phụ với vợ. Ví dụ như hai vợ chồng có cái chuyện bất đồng quan điểm trong cái chuyện dạy con thì em sẽ xử lý như thế nào? Thì nếu mà em thấy vậy em phải dạy con lại. Không, hai vợ chồng mình bất đồng quan điểm trong cái chuyện dạy con, nghĩa là người thì muốn dạy, người thì muốn khác, thì em sẽ xử lý như thế nào? Em thì nghe theo vợ hay là em phải giữ cái chính kiến của em hay là như thế nào? Nếu mà vợ đúng thì em cho vợ đúng. Em phải thấy em đúng chứ, bình thường mình đã tranh cãi có nghĩa là mình có cái lý của mình. Dạ, rồi. Nếu mà tranh cãi thì em không có tranh cãi. Em không muốn cãi nhiều. Là em phải nhịn thôi. Thì chừng nào vợ mà nguội thì em mới nói lại với vợ nghe. Thì chẳng lẽ hai người mà nóng hết cũng không được. Dạ. Rồi. Có nghĩa là sẽ nhịn vợ. Đúng nghe rồi. Theo ý của vợ rồi. Dạ. Mình thảo luận sau ha. Dạ. Chứ không tranh cãi ha. Dạ. Rồi. Thế còn em là sao? Trong cái chuyện giáo dục con cái thì ví dụ như giờ trước tiên là em nghĩ là mình muốn sinh mấy con nè. Rồi ai trong cái vấn đề dạy con, ai sẽ là cái người gọi là nắm cái vai trò chủ đạo? Dạ thì em chắc em không dám xin nhiều. Em sợ đau lắm. Sợ đau lắm hả? Vậy thì nhưng mà cũng phải có, nhưng mà vẫn có sinh con chứ. Đúng không? Dạ. Mấy đứa? Chắc một. Chắc một rồi hả?
Rồi nếu mà đã một thì càng quan trọng hơn cái chuyện chăm sóc dạy dỗ, đúng không? Dạ. Bây giờ theo em nói giống như câu hỏi như nãy chị hỏi, nếu mà hai vợ chồng có cái sự bất đồng trong cái việc mà chăm con thì mình sẽ xử lý như thế nào? Thì tại vì em cũng nói là em cũng hơi nóng tính á, nên là chắc em cũng phải nhường nhịn. Dạ, tại vì em với thằng em trai em cũng vậy á. Hai chị em mà như là hai thế giới khác nhau. Em với nó nói chuyện ra không có ai hợp với ai hết. Lúc nào cũng cãi lộn, nên em lúc nào cũng là người im lặng và thời gian nhường nhịn nó thời gian xong rồi nói lại. Dạ. Mai mốt với chồng với con cũng vậy luôn. Dạ, thì nếu mà có tranh cãi quá thì em cũng làm thinh. Dạ, em làm thinh nhưng mà em cũng làm theo ý của em một phần nào đó thôi. Trời, cái đó mới mệt á. Làm thinh nhưng vẫn làm theo ý nha. Dạ. Thì theo như em bây giờ trong chuyện vậy, thí dụ mình dạy con, thường cha mẹ đi là sẽ chia ra phải có một người đóng vai ác, người đóng vai hiền để dạy, đúng không? Thường thường đóng giống như là một người phải là nghiêm khắc rồi một người cũng phải cưng nựng chăm sóc cho con. Dạ. Thì theo như em ai sẽ là người đóng vai ác? Hai vợ chồng. Ai đóng vai hiền lành, ai đóng vai ác theo như em? Chắc em đóng vai ác. Em đóng vai. Vì thấy mặt này có vẻ đóng vai hiền hợp hơn ha. Dạ. Chắc là mẹ sẽ phải nghiêm khắc, còn có gì là ba là ngọt ngào với con, đúng không? Em thấy dạ. Sao? Dạ. Cô đóng vai ác được không? Dạ cũng được. Trời ơi, hồi nãy mới khen người ta hiền, bây giờ là đóng vai ác cũng được. Rồi, ok. Dạ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Rồi dọn đồ ăn đi em ơi. Dọn đồ ăn. Nhân lực riết rồi mất hết trơn. Cắt giảm quá, cắt giảm luôn đi cho rồi. Hả? Vậy. Rồi, thì bây giờ là chị Tường cũng đã dành cho hai bạn thời gian trò chuyện tâm sự rồi. Bây giờ chị nghĩ rằng là cho nó có cảm xúc một xíu ha, cho nó thử coi mình có cái sự va chạm, coi có cái luồng điện gì chạy qua, coi có cảm xúc gì với nhau không. Bây giờ em mạnh dạn lên nè, em bước qua bên đây, em xin được nắm tay bạn gái, rồi em nói vài câu, biết hát không? Dạ không. Rồi thôi vậy thì qua nói chuyện. Mình muốn tâm sự gì đó vài điều thuyết phục bạn gái hay là muốn gì đó tùy em nha. Rồi mình về chỗ, mình chuẩn bị bấm nút hẹn hò. Làm được không? Dạ rồi. Mạnh mẽ lên. Dạ. Mời em bước qua. Đứng sau lưng nè, qua đây nè, hai bạn đứng lên bên đây nè. Rồi. Đứng ra ngoài luôn, ra ngoài luôn. Để đứng ra đây luôn cho nó đẹp. Đó, rồi, nói đi. Chị kêu là bạn gái anh được không? Nói gì vậy? Chịu dạ. Làm bạn gái anh được không? Trời sao vô mình vô thẳng vấn đề dữ vậy trời. Thẳng thắn quá vậy. Bây giờ trước tiên xin nắm tay cái trước đi rồi hắn nói chuyện. Em nắm tay một xíu được không? Trời xin tao chưa cho ông nắm luôn. Trời ơi là trời. Rồi em chịu làm bạn gái anh nha. Được không? Dạ. Từ từ á. Ok. Nói câu gì khác đi. Hôm nay được gặp em, anh thấy trong người anh sao sao rồi anh sẽ hứa cái gì chứ tự nhiên rồi người ta mới chịu chứ cái khơi thì tự nhiên vô làm bạn gái anh được không? Quen được em thì giờ có những cái số thì anh nếu như được anh sẽ lo cho em suốt cuộc đời, em chịu không? Rồi ok. Nồn quá mà, được rồi thôi về chỗ. Trời ơi vô chưa gì em nói câu nào vô đầu tiên làm bạn gái anh được không? Rút kinh nghiệm nha. Dạ. Mai mốt không có vậy nha. Ví dụ mai mốt có hẹn hò đi chơi là mình không có, đừng có bắt phụ nữ trả lời mấy cái câu đó, người ta ngại lắm. Dạ. Mới gặp nhau tự nhiên hỏi vậy không lẽ người ta nói dạ, được. À, mình hỏi vậy là mình làm mất cơ hội mình á, dù người ta muốn được đi chăng nữa, ta muốn gật mà mình hỏi vậy sao người ta dám gật. Dạ. Mình phải nói bản thân mình trước, như là gặp em anh rất là quý, anh rất là thích. Giờ anh thấy là người anh sao xuyến rồi hay là sao đó. Nếu mà có may mắn anh quen được em thì anh hứa sẽ làm vậy. Có cái gì không có phù hợp thì em chia sẻ thêm để mình tìm hiểu nhau. Chứ ai đâu mới gặp vừa làm bạn gái nhau được không? Đúng quá vậy. Đúng quá hả? Dạ. Mà hãy cảm nhận cho người như thế nào? Dạ. Khi nắm tay cổ thấy có cái gì không? Tim cứ đập. Tim đập chứ không đập chết sao? Chán ông này ghê á. Thiệt thà hiền lành quá à. Dạ. Rồi thôi được rồi. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm nha. Đây là cái nút bấm trái tim này nè, đặt tay vào đây, suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm vào, bấm mạnh vào cái trái tim. Nếu mình không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. Chị Tường là cái người giới thiệu, cái người mai mối và cố gắng khơi gợi câu chuyện để các bạn hiểu nhau. Còn các bạn lớn hết rồi, mình có quyết định chọn nhau để đi đường dài với nhau để tìm hiểu nhau hay không là quyền của các em. Nhưng mà sơ bộ thì rõ ràng là chị Tường thấy nãy giờ
Chị nghĩ là khán giả đang theo dõi chương trình cũng có một cái sự cảm nhận là về tuổi tác, về quan điểm sở thích và cái hoàn cảnh là hai đứa em là phù hợp. Còn về cảm xúc thì chị không có biết, cái đó là do hai em cảm nhận thôi nha. Suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định của mình. Nếu nó đã là cơ hội thì mình đừng bỏ qua. Còn nếu mình cảm thấy thật sự mình không có bị không có một cái chút nào rung động thì mình có quyền bỏ cái cơ hội, tùy mình thôi nha. Nhưng mà giờ chị vẫn muốn em hát bài cho nó sôm, cho nó vui em, lên. Em không biết hát luôn. Kệ, hát vài ba câu cũng được nữa. Em không biết hát thiệt luôn á. Xảo quá. Thiệt. Không hát là cổ bấm gớt đó. Cổ đã nghiêm rồi, buồn rồi mà bây giờ mình căng mà cô gái căng muốn chết luôn. Thấy không? Bây giờ mình nói gì vài câu, mình hát vài ba câu đi. Làm gì tài xế đi lấy xe mà không có nghiêu ngao vài câu. Vì em hát dở quá. Kệ đi, vui là được rồi. Em thôi kệ đi chị. Vỗ tay đi Cường ơi, kích thích rồi, ủng hộ tinh thần cổ đi. Ảm đi, ảnh hát em hát nha. Nha. Chứ giờ nó buồn siêu, cái chương trình nó buồn hiu à. Phải hát lên, phải cười lên. Vậy em phải làm sao bạn gái cười được em mới thành công. Mà dở quá em cười cũng không được luôn chị. Không, dở mắc cười em ơi. Dở là mắc cười á. Giờ em cũng biết hát bài gì luôn thôi. Vài câu thôi, 2, 3. Bạn ngỡ nha, ngỡ rồi. Được không chị? Được. Ngỡ dạ ngàn, ngỡ gì cũng được, hôm nay ngỡ gì ngỡ luôn. 2, 3. Anh nhớ vẫn thấy em nhiều, anh thấy lòng trôi lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài, cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi, nên không cần ai lúc này. Nhưng... cười rồi kìa, vậy là thành công rồi. Sao em, cảm nhận giờ phát ảnh sao? Tốt nhất đừng nên hát. Nhỏ phủ phàng hết sức. Tốt nhất đừng nên hát, nhưng mà dễ thương mà. Yeah. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Cười là em thành công rồi đó, chúc em may mắn nha. Yeah. Rồi đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình. Rồi xin mời hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha, nhắm mắt lại. Hãy cảm nhận cái cảm xúc của mình hiện tại. Suy nghĩ về nãy giờ mình trao đổi với nhau. Suy nghĩ thật là kỹ rồi đưa ra quyết định. 1, 2, 3. Bấm nó giữ luôn cưng, bấm nó phải giữ luôn. Rồi, bây giờ tôi hỏi sao cô gái bấm chậm vậy? Dạ em bấm có một máy nó không có lên đèn. Rồi sao bấm lẹ không... vậy, mới đếm tới số 2 bấm rồi. Yeah, nôn quá. Nôn quá. Rất là dễ thương. Thật sự là chị Tường cũng hy vọng là hai bạn ai cũng đang sống một mình lẻ loi thì trước mắt là mình hãy quan tâm thăm hỏi, nhắn tin ha. Giờ có thời đại 4.0 rồi, gọi phải tham thấy hình ảnh để mà ủng hộ tinh thần nhau. Cố gắng sắp xếp một tuần phải thăm cô được một lần. Dạ. Yeah. Rồi mình mới tìm thì hiểu. Rồi em chạy xuống đó gần mà. Rút ngắn cái thời gian. Yeah. Có thể là hy vọng là hai bạn sẽ sớm về chung một nhà. Yeah. Nha. Rồi cảm ơn hai em, mời hai em qua đây. Ở đây đi đường này qua cũng được nè. Rồi nhanh. Rồi bây giờ thì xin phép nắm tay thật sự nha. Bây giờ chúng ta là trong chương trình hôm nay chúng ta đã bấm nút hẹn hò là chúng ta chấp nhận cho đối phương tìm hiểu mình. Một cặp đôi rất là dễ thương tại chương trình. Rồi thì Tường sẽ xin chúc cho hai bạn sẽ có một cái thời gian hẹn hò với nhau thật là vui.